Vốn tôi đã định dành những video hệ rồng cho dịp Tết, bởi vì đây là một dịp đặc biệt. Lỡ ngỡ thế nào Tết năm nay lại là Tết con rồng luôn, cho nên kiểu gì cũng sẽ phải làm. Không biết có phải là do mấy ông bên Nhật cũng muốn dành năm nay làm dịp đặc biệt cho hệ rồng hay không, mà trong game thì đây cũng là khoảng thời gian mà hệ rồng phát triển thịnh vượng nhất, khi mà có nhiều Pokemon thuộc hàng mạnh mẽ nhất, gây ảnh hưởng nhất từ trước đến nay. Và trong video này chúng ta hãy cùng điểm qua những thứ mới mẻ đó của hệ rồng nhé. Kể từ sau bản Pokemon Sword và Shield tính đến nay, chúng ta đã có thêm tổng cộng 4 dạng mới của các Pokemon cũ và những 14 Pokemon mới mang hệ rồng, khiến cho thế hệ thứ 9 chính là thế hệ giới thiệu nhiều Pokemon rồng nhất từ trước đến nay. Ở vùng Hisui cổ xưa, loài Gumi sẽ tiến hóa thành Slicku dạng Hisui, Pokemon ốc sên mang song hệ rồng và thép. Chiếc vỏ ốc trên lưng của Pokemon này được cho là hệ quả từ phản ứng hóa học giữa chất nhầy cơ thể nó và loại nước chứa nhiều chất sắt ở vùng Hisui. Hisuian Slicku sẽ tiến hóa thành Hisuian Gudra, Pokemon vỏ trú ẩn, cũng mang song hệ rồng và thép. Loại Pokemon này rất ghét sự cô đơn và rất quấn người. Nó sẽ nổi giận và làm loạn nếu như những thứ thân thương rời xa nó. Hai Pokemon huyền thoại Dialga và Palkia cũng có thêm dạng mới khá cồng kềnh, được gọi là dạng nguyên bản. Khi biến đổi về hình dạng này thì chúng không thay đổi về hệ hay là tổng chỉ số, mà chỉ phân bố lại một ít chỉ số mà thôi. Có rất là ít thông tin về hai dạng này, chỉ biết rằng chúng nó đang cố gắng biến đổi hình dạng giống với chúa tể Arceus nhằm có được sức mạnh của ngài. Sang đến thế hệ game thứ 9, chúng ta có Cyclizer, Pokemon thú cưỡi, mang hệ rồng và thường. Pokemon này đã sống trong những gia đình ở vùng Paldea suốt từ thời cổ đại, có vẻ như bản thân nó cũng không ngại cái việc bị cưỡi lắm bởi vì thân nhiệt của con người giúp nó đỡ bị lạnh. Tachigiri, Pokemon bắt chước, mang hệ rồng và nước. Loài Pokemon này có 3 hình dạng là dạng cong queo, dạng ủ rũ và dạng có giãn. Đây là một trong những loài Pokemon rồng thông minh nhất, tuy nhiên nó nổi tiếng là yếu ớt, cho nên phải hợp tác với loài Dondozo to lớn để cùng săn mồi. Gia đình nhà Á thần Frigibex, Arctibex và Bexcalibur mang song hệ rồng và băng. Chúng có thể dùng cây vây trên lưng mình để hấp thụ nhiệt và biến đổi thành năng lượng băng giá. Sau đó chúng dùng năng lượng này để làm lạnh chỗ ở, tạo ra những lớp băng bảo vệ cơ thể chúng, cũng như làm vũ khí tấn công kẻ địch. Diplin là dạng tiến hóa mới của Applin, Pokemon kẹo táo, mang song hệ cỏ và rồng. Trông nó không khác con Applin là mấy, nhưng thực ra là có hai con sâu cùng chung sống trong quả táo này, một con thì thò đầu ra, còn con kia thì thò đuôi. Diplin lại có thể tiến hóa tiếp thành Hyrapple, Pokemon táo mãng xà, cũng mang song hệ cỏ và rồng. Lúc này thì trong quả táo có tận 7 con rồng, trong đó con ở giữa, thò đầu ra ngoài là chỉ huy. Thi thoảng khi mà bọn này nhất trí đồng lòng thì chúng có thể tung ra những đòn tấn công vô cùng mạnh mẽ. Arcaludon, Pokemon lõi hợp kim, là dạng tiến hóa của Duraludon, mang song hệ thép và rồng. Nó thu hút tĩnh điện từ môi trường xung quanh, có thể duỗi người và đứng thẳng bằng 4 chân trông như một cây cầu, sau đó bắn ra những tia năng lượng cực kỳ uy lực. Trong nhóm Pokemon nghịch lý thì có tận 6 Pokemon mang hệ rồng. Đầu tiên là Roaring Moon, Pokemon hệ rồng và bóng tối. Một bài báo đáng ngờ có ghi chép lại rằng Pokemon này bay với tốc độ cực nhanh khiến cho lông của nó rụng lả tả phía sau. Nếu chẳng may có gặp nó thì tốt nhất là nên né đi chỗ khác. Walking Wake mang song hệ nước và rồng. Mọi thứ về sinh vật này vẫn còn là bí ẩn, nhưng người ta đồn đại rằng nó có thể là Suicune từ thời siêu cổ đại. Raging Bolt mang song hệ điện và rồng. Nghe nói nó đã từng đốt cháy mọi thứ xung quanh bằng sấm sét từ bộ lông quanh cổ. Một tạp chí đã từng giới thiệu nó là tổ tiên của Raikou và trở thành chủ đề nóng trong một khoảng thời gian. Gouging Fire mang hệ lửa và rồng. Người ta cho rằng Pokemon lạ thường này là Entei được phục sinh từ hóa thạch. Chỉ có một vài thông báo về việc nhìn thấy nó chạy điên cuồng và liên tục phun ra những cột lửa. Và cuối cùng chúng ta có hai Pokemon nghịch lý huyền thoại đại diện cho hai bản game là Coraidon và Miraidon. Coraidon mang song hệ rồng và giác đấu, hay còn được gọi là Rực Đại Vương. Nghe nói nó có thể tách đôi mặt đất chỉ bằng tay không, còn ngoài ra thì không có bất kỳ thông tin nào về sinh thái học hay là những đặc điểm khác của nó. Còn Miraidon mang song hệ rồng và điện, hay còn được gọi là Thiết Đại Xà. Vẫn còn rất nhiều điều chúng ta chưa biết về Pokemon này, chỉ nghe nói nó đã từng dùng sấm sét để biến cả một vùng đất thành tro bụi. Chúng ta có tất cả 4 chiêu thức hệ rồng mới được giới thiệu kể từ sau bản Pokemon Sword và Shield, trong đó thì có đến 3 chiêu là độc quyền. Chiêu đầu tiên là Glaive, độc quyền của Bexcalibur. Chiêu vật lý này có sức tấn công 120 và độ chính xác là 100%. Sau khi tấn công thì mọi chiêu thức nhắm vào Pokemon thi triển sẽ tăng gấp đôi sát thương và không bao giờ trượt cho đến khi nó dùng một chiêu khác.
Aldrup là chiêu độc quyền của Dondozo với sức mạnh 80 ở mảng vật lý và có độ chính xác là 100%. Nếu như Dondozo đang ngậm Tachigiri trong mồm thì chiêu này sẽ tăng cho nó một bậc chỉ số, có thể là công vật lý, thủ vật lý hoặc là tốc độ tùy vào hình dạng của con Tachigiri. Chiêu độc quyền cuối cùng là Fickle Beam của Hydrapple với sức mạnh 80 và độ chính xác 100%. Mỗi lần sử dụng thì chiêu này có 30% tỷ lệ tăng gấp đôi sát thương thành 160. Và chiêu hệ rồng mới duy nhất không phải độc quyền là Dragon Cheer. Chiêu này sẽ tăng tỷ lệ chí mạng của đồng đội lên một bậc. Nếu Pokemon đồng đội đó là hệ rồng thì nó sẽ được tăng 2 bậc. Còn Pokemon thi triển thì chả được cái gì từ chiêu này cả. Cho nên có thể nói đây là một chiêu hoàn toàn vô dụng trong đấu đơn. Hệ rồng vốn không kháng được quá nhiều, chỉ có 4 hệ là lửa, cỏ, nước và điện. Nên cũng khá dễ hiểu khi những Pokemon chọn hệ rồng làm hệ Terra phòng thủ đều sẽ là những con sợ mấy cái hệ này. Nhóm đầu tiên có đặc điểm đó là những Pokemon hệ nước truyền thủ, mà điển hình ở đây là Dondozo. Terra hệ rồng sẽ giúp Pokemon này kháng được hai hệ khắc chế nó là điện và cỏ, đồng thời vẫn giữ lại cho nó hai hệ kháng ban đầu của hệ nước là lửa và nước. Trong đấu đôi thì hệ Terra này cũng giúp Dondozo tăng cường sức tấn công cho chiêu độc quyền Aurorup, bởi vì tuy con cá béo này mang hệ nước nhưng mà chiêu độc quyền của nó vì lý do gì đấy lại mang hệ rồng. Những Pokemon hệ thép và bay như là Skarmory, Celesteela hay Corviknight chỉ có hai điểm yếu đến từ điện và lửa. Thường thì mấy con này hệ của nó quá tốt rồi cho nên sẽ không muốn phải Terra. Nhưng mà khi không có lựa chọn nào khác và buộc phải Terra thì hệ rồng là lựa chọn duy nhất có thể kháng được cả hai cái điểm yếu này. Đặc biệt Corviknight là một Pokemon khá quan trọng trong việc kiểm soát cạm bẫy cũng như là bài võ đồng đội. Chắc chắn sẽ không thể để nó hy sinh dễ dàng được bởi vì như thế sẽ tạo lợi thế rất lớn cho đối thủ. Vì vậy nếu như gặp phải những kèo bất lợi như là Heatran, Zapdos hay là Rotom máy giặt, Corviknight có thể dùng Terra rồng để nhận tối thiểu sát thương từ những đòn tấn công mà đúng ra có thể nướng cháy nó, sau đó sẽ an toàn rút về bóng bằng chiều U-turn, bảo toàn được sinh lực để lần sau còn ra sân chiến tiếp. Ở mảng đấu đôi thời gian gần đây thì 4 khả năng kháng của hệ rồng khá là giá trị, bởi vì ngoài những Pokemon vẫn đang tiếp tục làm mưa làm gió từ trước như là Heatran, Rillaboom và Urshifu liên kích, thì đã có thêm những nhân tố mới nổi như là Okerpon và Raging Bolt xuất hiện trong rất nhiều đội hình. Một Pokemon cực kỳ chuộng Terra hệ rồng trong khoảng thời gian này là Golden Go. Cụ thể thì Pokemon này mang song hệ ma và thép, có thể kháng và miễn nhiễm đến tổng cộng 12 hệ, và Terra hệ rồng là sự bổ trợ tốt nhất phòng khi nó gặp 6 hệ còn lại, trong đó giúp nó kháng được 3 hệ và nhận sát thương bình thường từ 3 hệ để đảm bảo nó có thể thả Nasty Plot thành công. Sau đó thì nó có thể ném tiền thoải mái cho đến khi nào giá vàng sập thì thôi. Về mặt tấn công thì cũng khá ít Pokemon chọn Terra hệ rồng, nhất là để bổ trợ bởi vì hệ rồng là một hệ bổ trợ dở tệ khi mà nó chẳng khắc chế được cái hệ nào ngoài hệ rồng, mà đa số những Pokemon vốn hệ rồng cũng không thiếu chiêu setup để mà gia tăng sát thương. Tuy nhiên, những Pokemon hệ rồng nào không có cách để tăng đam ở mảng chúng muốn, hoặc là những con rồng nào hay sử dụng Choice Item thì sẽ cần phải Terra hệ rồng để dồn đam. Thật ra thì hai cái trường hợp này đôi khi nó cũng là một luôn. Ví dụ như Walking Wake là một Pokemon chuyên mảng nhưng lại chỉ có Dragon Dance cho nên nó cũng chả dùng được và phải Terra thành hệ nước hoặc hệ rồng. Vốn những cái chiêu cùng hệ của con này cũng đã rất mạnh rồi cho nên nó cũng chả cần chiêu bổ trợ nào khác. Và khi mang theo trang bị Choice Pack, chiêu Draco Meteor Terra rồng của nó có thể 2 hit cả Slowking phùn thủ. Hay một số Pokemon khác như là Latios, tuy có thể lựa chọn setup bằng Kamai nhưng mà nó vẫn thường mang set Choice Pack để có sát thương tức thời. Hoặc là Bescalibur, dù có cả Dragon Dance và Sword Dance nhưng mà thi thoảng vẫn thấy nó cầm set Choice Band để spam chiêu độc quyền Glade Brush. Tương tự chúng ta có Rakapult, đây là một Pokemon có thể tận dụng cơ chế Terra rất hiệu quả và có nhiều lựa chọn do nó có hệ thống chiêu thức đa dạng ở cả mảng vật lý lẫn đặc biệt và cũng có cả Dragon Dance. Tuy nhiên thì hệ thống chiêu thức ở mảng đặc biệt của Pokemon này tốt hơn nhiều so với mảng vật lý và đôi khi trong những set Choice Pack nó cũng sử dụng Terra hệ rồng hoặc hệ ma để dồn đam cho nó lực. Thực chất thì cái song hệ rồng ma của Pokemon này cũng không hề bù đắp cho nhau cái điểm yếu nào mà chỉ có tăng lên, cho nên bỏ đi được một hệ cũng là bỏ bớt điểm yếu, nên cũng có thể nói đây là một Pokemon tận dụng được Terra hệ rồng cho cả công và thủ, dù là với cái cơ thể mỏng manh xuyên thấu của nó thì cũng chẳng đáng là bao. Và đó là những gì mà hệ rồng có được ở thế hệ thứ 9. Xưa nay thì đây vẫn là một hệ mạnh nhờ Pokemon, và những Pokemon rồng mới của bản này không hề làm chúng ta thất vọng. Trong số đó thì Pokemon hệ rồng mà anh em thích nhất là gì? Hãy chia sẻ dưới phần bình luận nhé! Cảm ơn anh em đã chú ý đến video này cũng như là theo dõi hết nó. Chúc anh em một năm con rồng cũng thịnh vượng và phát đạt như hệ rồng Gen 9 vậy!